Xin chào cả nhà nhé. Rồi, chào cả nhà. Rồi, hôm nay mấy anh em nét quê cũng họp lại bằng một con heo để ngày mai làm tiệc kỷ niệm 100.000 người đã đăng ký cho nét quê. Dạ. Thì bây giờ mình sẽ chia ra hai phe ha, một phe mình đi đốn cây để làm cái lò nướng. Còn một phe thì ở lại làm heo. Chú Hai ở lại dưới chính, ở lại dưới chính năm. Dạ. Còn lại chú Tư vẫn đi đốn tre nha. Tại vì tre cũng chú Tư. Dạ. Dạ, vậy bây giờ giao cho bốn ông ở nhà bằng heo ha. Bây giờ thì mình đang đi đốn tre với lại đốn chuối đó nha cả nhà. Mình đang đi qua nhà cậu Tư đây. Mít quá chừng mít. Năm nay cậu Tư vô mít nữa rồi. Dạ, kiếm xương xương nha. Cái bụi tre này là chắc cũng lâu năm hả cậu Tư? Lâu lắm rồi. Dạ. Yeah. Gọi là tre gì? Tre mỡ hả? Chải. À, cây chải ha, chứ không phải cây tre. Cây chải. Dạ, nó cũng tương tự như cây tre vậy đó. Chặt cái tóc không được, chặt lại trên cao được. Đấy, em vừa lấy cái sứa. Chặt lại trên cao được đó. Đây. Rồi, chặt lại trên cao. Cái giờ bắt đầu tiếp. Vậy là cái cây này á, khi mà nó mọc cái mục măng lên á là mình có ăn được không cậu Tư? Ăn được luôn chứ. Dạ. Yeah. Nó ngon không? Ăn cũng ngon, ngon nhưng mà không bằng cây tre ăn măng. Dạ. Yeah. Không ngon bằng cây tre mà măng mạnh tông ha. Đúng rồi. Rồi được rồi. Hai cây được rồi anh Đen ơi. Bắt gà luôn Út Lưng ơi. Cậu Tư cũng đang gọng sẵn nè. Đó, bây giờ Út Lưng sẽ hái một mớ tiêu xanh. Mình bỏ vô cái huyết hậu để mình hấp lên hoặc là mình chưng lên ăn rất là ngon. Tiêu già hấp, tiêu này ăn mới ngon. Đã ha. Dạ chào mọi Tư. Dạ. Con heo 41 kg. Dạ. Dạ đang bằng ở bên kia. Đủ rồi đó. Rồi hái dừa ăn thôi. Rưới á. Nó dữ không? Đôi cái này cắt đôi được quá. Heo chữ mét gì anh? Không nghĩ là cắt đôi á. Chứ dài quá thì sao mà làm nổi. À ha. Tí xíu nữa ngã cây mít của cậu Tư rồi. Cái chú gì heo mà. Đó có gì đâu mà. Để cỡ nào. Ấy cắt ngay. Dạ. Con đang thiết kế cái bếp để ngày mai nướng heo đó mà Tư. Dạ. Mình nướng tại nhà luôn chứ mình không có đem đi quay. Tận dụng mấy cây mà đốn rồi ha. Cây đủ rồi đó. Giờ mình chặt đôi ra là mình khiêng về. Cho nó vừa vừa đâu mình khiêng về chứ dài quá là không nổi. Cứ đôi ra là khiêng về được rồi. Đôi đi, đôi đi. Đôi đi. Làm đôi đi, làm đôi. Đôi nha, cân nha. Trở bệ rồi. Rồi, rồi. Bây giờ mình nặng. Đó bây giờ mấy cậu sẽ chọn cái vị trí chỗ này để mà mình đặt cái bếp để ngày mai mình nướng con heo. Còn phía bên kia thì mấy cậu mấy chú vẫn đang làm heo bên kia. Sắp xong chưa chú Hai? Mới cậu lông mà xong rồi. Con đó nhắm nướng vừa không chú Hai? Dạ. Bự quá thì nướng lâu chín ha. Út Lưng đó nói giờ nó sắp chuối này, nó thiết kế cái bếp xong là nó xong nhiệm vụ á. Thì chiều hôm nay là mấy chú cháu với lại mấy cậu là cũng dự định là mình sẽ luộc cái bộ đồ lòng nấu cháo để mà mình xương xương chứ. Gọi là nhóm họ hay cậu Tư? Nhóm để đầu thấp thấp đây. Ôi, cái này quay lại. Cái này quay lại. Cái đầu này thấp là nó cao hả? Chỗ cây đó, cây gì á? Này để dưới cái chỗ này.
này các vị đẩy lại xích lại ha, cái này rộng quá đó. Rộng quá mình phải cho để dành bớt phải. Cậu tự kia yên tâm, bữa nay có kỹ sư Nguyễn Thành Lưng thiết kế rồi. Dạ, vuốt nhọn xong là mình chỉ cần cắm xuống cho cố định cây chuối là được rồi. Dạ, không cần phải cắm xuống đó. Anh đang trước giờ có kinh nghiệm quay hay nướng mấy heo anh đây. Chặt làm đôi cũng được đó, không cần mình xuống tới đất, dính vô, dính vô hai thằng này dính vào đó mình thay được rồi, nó mình cột lên một chút rồi. Nhìn đó. Vậy là chút nữa cái mình sẽ đóng một cái cây á, từ đó xuôi vô đây để cho, cố định bốn góc luôn đó. Rồi. Đó. Sau khi làm heo xong rồi mình lấy bộ lòng ra mình cũng rửa sạch sẽ như tim gan lá mía, rồi có mớ phèo, mớ lắc thêm một cục thịt nữa để luộc lát nữa chiều nay nhậu mấy anh em nhậu xương xương. Dạ. Cái giai đoạn tiếp theo là mình để cái đó gần chín, cái là mình để cái gạo gan vô là được ha. Dạ, đúng rồi. Vớt gạo để gạo gan vô, gạo gan này nó mau nhừ lắm. Dạ. Chứ không phải như gạo bình thường mình do mình nấu. Gạo gan này để tí xíu vô là nó nở bung tè le ra nhiều. Bây giờ mình xuất khẩu thì phải có ba cái này mình mới ngon. Dạ. Mình bầm ba cái thịt ra, nhất là hai cái mình lấy hai cái trái thận của heo đó. Dạ. Rồi thứ hai nữa phần cái dạ trứng đó nè. Dạ. Với ba cái thịt dụng dụng mà cái mấy cái lách đất rồi đó. Dạ. Lách ra mới là bầm rồi chút nữa mình chọn vô khẩu. Thì trước giờ ở quê mình hay ăn cái kiểu này ha. Thì ngày xưa thì thường đường đám cưới cái người ta bằng heo bữa trước đó. Dạ. Ngày xưa thì như vậy bằng heo bữa trước thì người ta thấy sử dụng huyết hậu này với ba đồ nướng rồi đó. Dạ. Bên ngoài ruột rồi cho mình nướng để mà để cho gia đình trong đó, gia đình ăn với trong gia đình, với hai nữa là những người mà mình cực khổ đó. Dạ. Người ta mà lại chúm lại tiếp mình ăn heo. Dạ đúng rồi. Người ta ăn những cái phần đó. Cái bao tử này mình muốn làm sạch thì Út Lưng đã chà muối với chanh, ngoài cái này ra thì Út Lưng có để gì nữa không? Lúc đầu thì mình có dùng cái vôi á, vôi mà cho mấy bà ăn trầu á. À. Chà trước một lượt đi, cạo cho nó sạch hết đi. Xong rồi mình tiếp theo mình cho muối, chanh. Bây giờ là mình cho muối và chanh nè. Mình nhồi cho nó sạch hơn nữa ha. Đúng rồi. Rồi muối và chanh 2-3 lần nữa, nó sạch hết đi. Rồi, trước mắt cả nhà đang thấy là con heo đã được làm xong nha cả nhà. Con này làm xong giờ chắc còn tầm là khoảng chừng 30 kg. Theo mấy cậu với lại mấy chú nói thì cái trọng lượng con này thì mình quay nó mau chín hơn. Ở ngoài kia thì dùng hết hai bếp rồi, cho nên Út Lưng sẽ sử dụng cái bếp trong đây để xào cái ruột già lên. Cái này mình bỏ nước mắm vô mình xào qua cho nó bớt cái mùi của ruột già. Xào xong mình sẽ đem đi rửa một lần nữa cho nó sạch. Còn mà Út ở dưới đây thì mà Út đang sắc gừng. Sắc gừng này chắc có lẽ là cô Út sẽ để vô cái huyết hậu quá. Ừ, sắc có huyết hậu. Dạ. Mình có hành sẵn chưa? Hành sẵn có sẵn không? Có hành sẵn. Lấy giờ cái lò nướng mình phải nới ra thêm chút nữa cô ơi. Nó còn chưa vừa ha. Dạ. Vừa để ấy mình nới ra cái đó mình chưa rộng ra tí nữa. Hả? Nới rộng ra, siêu rộng ra chút ha. Vừa dài vậy là đủ rồi. Dài đủ rồi. Chào cả nhà,
À, bữa nay cũng có làm theo như rồi nãy đã có đã giới thiệu qua rồi là làm được 100.000 người đăng ký, có làm heo rồi ngày mai mới nướng con heo nhậu, còn chiều nay thì xương xương ba cái lòng. Mời dùng chung với mình với nét quê nhóm này nha. Rồi xin mời cả nhà luôn nha. Nha. Rồi xin mời. Vô. Vô đi. Vô. Trời ơi, vỏ bây giờ vỏ lên đó. Vỏ mát rồi đó. 1 2 3 vô. Cây nó thơm quá. Ăn cái cháo này mình phải ngắt hẹ với giá bỏ vô ha. Có giá hẹ mà. Dạ. Có giá. Đầy đủ hết. Đồ ngót, đồ cải, đồ. Còn cái đồ lòng này thì ở đây mình có là cái mắm tôm hoặc là cái nước mắm trong, ai thích dùng cái gì thì dùng. Đã không cụ? Từ chiều giờ tất cả mọi người là cậu Út, cậu Tư, cậu Chính, chú Hai, chú Năm, Út Lưng, Anh Đen, ai cũng mệt hết trơn á, cho nên là bây giờ ngồi và mình tạm thời mình ăn trước cái đi, mình uống từ từ thôi. Để con dắm thử miếng chanh vô cái rồi đó, đó giống như ăn kiểu Út Lưng nè, để ra húng lủi rồi vô rồi thơm vô rồi vô nữa. Thì thấy vậy chứ mình có được nồi cháo cũng ngon ha, uống rượu là nó hợp lý luôn rồi. Không mà cháo nấu mà mình phải để gạo gan gì nữa không? Nước mắm nữa ha. Nó không có nhựa. Quá ngon. Ở đây chắc có lẽ là cái lần đầu tiên mà Út Lưng ăn huyết hậu ở quê mình. Dạ. Mình ăn chỗ này mới đúng nè. Hồi nãy nó kêu lấy tiết xong chế vô nồi cháo. Dạ, thì có một số nơi nấu kiểu đó. Dạ. Là mình lấy tiết xong lấy tiết chế vô là cháo luôn. Mình nồi cháo nó hơi vậy. Mình ở đây mình nấu đâu có nấu vậy. Đúng rồi, nấu không à, nếu mà mình nấu với đàn ông mình ăn được, nhưng mà có đàn bà mà chế vô vậy thì đúng không rồi, không ăn. Nhiều khi người ta cũng ngại miệng. Thấy ngại miệng lắm. Và đàn ông có người không ăn nữa anh ơi. Người chế vậy ta không ăn nữa. Cậu Chính cảm nhận cậu Út làm cái món quý hậu chân có vừa miệng không? Hộp chanh rồi. Ừ, chanh rồi đã ha. Mắm mắm. Không có đâu phải để, phải để cho ớt vô nữa. Đúng rồi. Cạch cái ớt vô coi. Để cho lưỡi nhóc đó. Đó, ngồi nhậu đây có cây ớt luôn. Ớt sẵn lớn đó. Ớt xanh này mới ngon nè. Ớt xanh đâu luôn á. Sao cậu Chính, được không? Chắc lượng quá. Vô ly. Vô ly. Dạ. Chắc lượng gì? 1, 2, 3, vô. Nó hay ớt mà nó cũng vô nữa kìa. Trời, cái gũ mít nó dễ uống ha. Ớt xanh này là... ớt để ngoài đây nè. Đó, mình ai ăn thì lấy nguyên trái ăn. Rồi mình tay mình nướng quyên thịt tôi không thích sao. Ăn là phải bằng đũa tre, đũa mình vuốt nhai là ăn gấp thịt người ta không có ngại nhiều khi. Đũa kia cánh gấp trơn trơn cái ngại. Còn đũa này là gấp chật lắm. Ừ, đũa nằm gấp có dính, gấp có dính. Cái nó chờ xuống mình đâu dám gấp nữa. Quá trời nồi này đã luôn không ạ. Có lý không? Cái món này thì Út Lưng làm nè. Út Lưng làm phải không? Dạ. Ăn là ghiền nữa không? Ghiền không? Ngon. Trong những lưng làm cháo ngon lắm. Còn kem, thêm hành vô nữa. Cái con heo ha, tôi không, em không ăn thịt thiệt nhưng mà không thấy cái này nè, biết sao. Cái đó là cái gì? Cái thằng xay của con heo á. Xay à? Trong mặt là ăn vô được. Ở ăn mà này trong mặt hay lắm. Rồi trong mặt lắm, hồi nhường em này nha. Chú hay có trong mặt không ăn? Xỉnh vô trong mặt luôn. Cái đó gọi là cái gì? Bàn xay ha. Uống cả nha. Làm thử cái gan mới được. Ngon. Sao cậu Tư? Mần mệt mà ăn gì cũng cảm thấy ngon ha. Đúng rồi. Quá trình nãy giờ thì nói chung tất cả các anh em đều cũng tập trung để lo công việc chuẩn bị cho ngày mai cho được chu đáo ha. Dạ. Thì nói chung là cũng mệt. Rồi bây giờ thì uống liên tục luôn thì uống không nổi, cũng lai gai rồi cái đồng nói chuyện rồi mình kể lại cái quá trình lịch sử của mình đã hình thành không? Hình thành cái nhóm rồi cái tạo ra một cái sự là để cho khán giả người ta là hiểu thêm hâm mộ đối với mình thì mình mới có được ngày nay thì quá tốt. Cho nên bây giờ mình cũng từ từ mình kể lại quá trình lịch sử mình hôm nay mình đã đạt được những cái thành tựu cũng vừa vừa thôi. Dạ. Cũng vừa đủ để mà mình vui vẻ. Một chàng pháo tay cho cậu Tư chứ. Nâng ly nữa.
Sẵn hôm nay thì mình cũng xin phép mình kể lại cái quá trình mà hình thành ha. Tại vì cũng có một số khán giả không biết. Vô cái đi. Vô. 1, 2, 3, vô. Hồi tháng 4 năm 2019 là Lá Quê được ra đời. Lúc đó thì trong nhóm chỉ có cậu Út, cậu Tư, cậu Chính, rồi mẹ, rồi mở Út với lại mấy mở. Thì sau đó một thời gian hoạt động thì tình cờ có một cái cơ duyên gặp được gia đình chú Hai, chú Năm. Là lúc đó là con cũng chạy ngang cái đường thấy chú Hai bán cá. Rồi xin, cái xin, xin mua cá rồi mua hỏi cá. Chú Hai ơi cho con xuống quay cái sinh hoạt của gia đình mình ăn uống làm sao rồi bắt cá làm sao. Lúc đó chú Hai hỏi một câu, mày biết nhậu không? Rồi cho ông kể tiếp. Rồi sao nữa? Nó hỏi em hỏi, nó hỏi thằng Đen, rồi cái thằng Đen mới nói để hỏi cha. Cái em mới chạy ra cái hỏi hai thằng Bay biết nhậu không? Nó nói dạ biết. Thì chiều con vô chú chó mình nhậu, nó biết nhậu tao mới cho xuống ghe nghe, chứ biết nhiều người hỏi em đâu cho, làm như nó không có hợp. Cái nó dạ biết chứ. Cái chiều thấy đó nó là cũng cơ duyên chiều nó xách 2 lít rượu vô. Cái nhậu nhậu rồi cái sau bữa sáng cái đầu hơi sáng hai con vô uống nước nha. Sáng nó vô mấy chú cháu chăm chà uống thấy hợp quá thôi vô luôn. Dính luôn, nghĩa là dính luôn. Có duyên cũng có cái. Một cái cơ duyên. Nhưng mà một cái điều hay nhất á, một cái điều hay nhất trong cái nhóm mình là tất cả những người cậu, những người chú, những người anh em ở đây đều hòa đồng, vui vẻ hết. Không có ai một cái sự mà so đo tính toán gì hết. Giống như con nói một câu thôi. Con nói giờ thôi mấy cậu ơi, mấy chú ơi, hôm nay mình sẽ quay cái này này nha. Mấy cậu, mấy chú đều ủng hộ hết, đều gật đầu hết. Từ trước giờ chưa ai từ chối một lời. Rồi, giờ mình cho chặn vỗ tay cái đi. Đứng đi cái nữa ha. Rồi mình bắt đầu mới nói về vấn đề Út Lưng. Vô. Vô. Sẽ có một số khán giả không biết về mối quan hệ của Út Lưng với lại nhóm mình, hỏi Út Lưng quê đâu. Thì tiện hôm nay mình sẽ nói luôn là Út Lưng quê ở Vũng Tàu. Ngày xưa thì học chung với trường với con ở trên thành phố á, học ngành công nghệ thông tin. Rồi mấy anh em ở chung giải nhà trọ cũng 4-5 anh em á. Nhưng mà mấy bạn kia thì có gia đình hết rồi, còn con với thằng này thì còn độc thân. Cho nên mới rủ Út Lưng, thôi Út Lưng ơi, về đây mình làm kênh dân giả đi. Đó, lịch sử hình thành là lúc đầu con rủ Út Lưng trước. Rồi sau đó về mới bàn với cậu Út, cậu Tư, cậu Chính. Thì mấy cậu nói một câu, mấy cậu sẽ ủng hộ con hết mình. Vô cái đi. Rồi vô. Sẵn đây thì cậu Út cũng nói rõ cái mối quan hệ của cậu Út, cậu Tư, cậu Chính. Mình là anh em họ bà con sao cho khán giả biết luôn ha. Nói hôm nay thì cũng phanh khui để cho biết cái mối quan hệ giữa cậu Chính và cậu Tư nó với mình. Ở đây thì Nhật á, là cháu ruột của mình, em của người chị ba. Chính là giai em, với cậu Tư cũng là giai em của mình. Mình là giai anh của cậu Chính và cậu Tư, là bà con chú bác ruột. Mình con người thứ tư, chú cậu Tư con người thứ 8, còn Chính con người thứ 10. Dạ, còn chú Năm. Chú Năm ở đây là xui gia của chú Hai. Giống như bạn bè hai anh em chiều sương sương chơi. Không có ghép gì vô hả? Không ghép. Không mặn ha. Thấy êm không chú Năm? Êm nhờ cái theo thì nóng em nhờ cái nước chấm này. Ở đấy nước chấm Út Lưng làm đó nha. Chớp giác được con. Vô đi. Rồi rồi. Chú Năm thấy Út Lưng rồi đó. Mày thử chú Năm một cái mới được. Rồi 1, 2, 3, vô. Tính ra nãy là giữa cái đội mà bần heo với cái đội mà đi làm chặt cây, không biết đội nào mệt hơn ha. Đội chặt cây mệt hơn. Đội chặt cây là có con nói chung đội làm heo là mệt nhất, tại vì ở ngoài nắng nhiều hơi gắt nữa. Dạ. Khoảng 39-40 độ đó, nắng gắt luôn. Qua đông chú Hai còn chịu không nổi mà. Chịu không nổi em xin nghỉ mệt luôn rồi. Thôi vậy tính ra là cái đội mà chặt cây của mình là khỏe hơn đội kia ha. Đội chặt cây mình đó thì rằng giác có nặng nề nhưng mà dù sao nữa cũng hơi thoáng gió chút đó. Còn núp được. Thôi bây giờ đội chặt cây của mình mời đội mần heo một cái đi. Coi như là khích lệ tinh thần ha.
giờ mấy anh em cũng đã nhậu lương xương rồi, giờ tới tiết mục văn nghệ. Bây giờ xin mời cậu Chính hát bài. Dạ, cậu Chính hát bài gì thì cậu Chính. Cậu Chính hát bài hỏi anh hỏi em đi. Dạ. Sao bác không nhớ. Rồi cho chàng vỗ tay cái đi. Vỗ chàng vỗ tay. Tiếp tục chương trình văn nghệ hôm nay, thôi mình cũng xin ca một bài để giúp vui, nhưng mà mình ca thuộc tới đâu thì mình ca, còn hết thì mình ngưng. Dạ. Nói là hết câu hay là hết bài nha. Đó là văn giả miền Tây. Rồi vỗ tay chúc mừng lên đây. Rồi. Tới đâu hay tới đó hả? Ca một bài là Gió Đông Sơ Bạch Thu Hà. Gửi Thu Hà em ơi, đường dài mệt mồ anh không đến nơi, mây nước buồn chung mưa binh khóc than riêng chuyện chung tình, khóc than riêng em một mình. Trời ơi, bởi xa cơ chiến trường tô tuyền, nên Gió Đông Sơ đành chia tay vĩnh viễn Bạch Thu Hà. Bạn tình ơi, đừng hoài công mòn mỏi đợi chờ, hãy gọi tên anh trong những chiều sương lành, cánh nhạn bay về khắp nẻo trời xa. Nàng hãy ngỡ trắng ánh mắt trắng tàn, với tháng năm này giữa vùng đời các trắng. Rồi xong hết. Vỗ tay.
Nấu nữa rồi, mày gửi à.